Thưa quý vị, Bộ Y tế Campuchia thông báo ngày 28 tháng 3, nước này ghi nhận thêm 86 ca dương tính lây nhiễm ở trong cộng đồng tại 9 trên 25 tỉnh thành. Đáng chú ý là trong số này đã xuất hiện thêm tỉnh Krathi, một địa phương giáp với Việt Nam. Theo Bộ Y tế Campuchia, tỉnh Krathi giáp với tỉnh Bình Phước của Việt Nam đã phát hiện 3 ca dương tính với COVID-19. Đây là địa phương thứ 15 trong tổng số 25 tỉnh thành tại Campuchia xảy ra lây nhiễm COVID-19 liên quan đến sự cố ngày 20 tháng 2. Như vậy là đã có 10 tỉnh của Campuchia giáp biên giới đất liền và trên biển với Việt Nam xảy ra lây nhiễm COVID-19. Để đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 liên tục gia tăng trong mấy ngày qua, chính phủ Campuchia đã quyết định mua một bệnh viện tư nhân vừa mới xây dựng xong tại thủ đô Phnom Penh, quy mô 500 giường bệnh với đầy đủ các trang thiết bị.